đang sống thì cộng đồng đó, nó đang phát cộng đồng của nó kêu là chuẩn bị bà con ơi, tôi sẽ vạch mặt một con người nằm vùng, À vậy người hả? đó là Nguyễn TTH, người đó là lôi kéo anh Giang là khán giả đất thân anh Giang, tôi sẽ vạch mặt cái người con người đồng bào ra ánh sáng, mọi người đón xem 9 giờ, cái thằng Giang nó chụp luôn cho chị nha, cái thằng Giang nó là tin chị, cái chuyện nó vậy nè, chị nói thằng Giang nó để thì nó làm gì, nhưng mà biết không, bây giờ chị nói gì Giang nó cũng nghe, mẹ biết không, vì nó chị mới phân tích ra từ ly từng xí bắt đầu ngang, chị mới chửi trong nhóm, cái này nó ngại cũng chửi nữa nè, chị nói thiệt bắt đầu Giang mới lập cái nhóm mà có chị nè, Kana Kim nè, Dương Khánh Hòa với trọng của trường, ông trọng của trường ngang, chị cũng khuyên trọng của trường luôn đó, cái này nó chửi ông trọng của trường toan nát, bây giờ nó chửi toan nát, tại vì khi mà chị vô chị mới nói nè, chị nói bây giờ thật sự ngang, nếu mà chị nói bằng giao luôn, chị nói hoài trong nhóm luôn cho con kia được ngay luôn, chị nói là cái người chị ra đi rồi chị bỏ sang Nguyễn gì đó là rất là tiếc, nhưng mà bây giờ chị cái mục đích của chị thứ nhất á là giúp người dân chống bà Hằng, mà thiệt chị ghét bà Hằng mà người dân nó chống là chị ủng hộ đó, mà bên này là ủng hộ bà Hằng là chị đó là không ưa thằng Bo Hậu Định, em thấy không, buồn bà Hằng nè, Bo rồi chị họ An đồ và Sang nữa, mà em hầu đó là chị biết là em không có còn cuồng nữa, nhưng mà em phải theo cái phe đó, là chị không thể nào phe được là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa chị nói em nghe, bắt đầu vô trong nhóm đó biết làm cái vô độc đào để kỹ nghe, cái thằng dân nó lập cái nhóm nó lâu chị vô có một phần nữa là chấm bà Hàng, nhưng bắt đầu chừng sau đó là chị biết, cái chị nói là dân nè em đừng có tin thằng Thuận, chị nói lần cho nó nghe, cái em biết không, cái là bắt đầu thằng Thuận nó lâu kéo thằng dân không được, bắt đầu chị Dương Khánh Hòa cho hỏi này, bây giờ dân giữa Hạnh với thằng Thuận em chọn ai à, thì dân nói là em chọn chị Hạnh đó, thì bắt đầu chị khuyên, em khuyên chị khuyên như là chị, em khuyên biết cuối cùng là dân là bây giờ nghe giao với thằng Thủy, giao thằng Thuận nghe là không còn gì để mà nói nữa kia, không còn cái gì để mà nói nữa kia, thậm chí hồi tối nghe đang cái like của thằng Bo đó, chị thấy em bình luận nó, chị nấp lòng chị coi thấy kia nhiều hầu kia, chị nói với Cẩm Trao á, chị kêu Cẩm Trao á, nhiều bữa muốn điện thoại cho Sơn Nguyễn quá, mà bây giờ không biết sao mà điện thoại là nói chuyện đó chị em, tại vì thật sự là chị ra đây là chị không có mắc làng Sơn Nguyễn, mà chị cũng chưa nói một câu gì với Sơn Nguyễn luôn, chị chưa có nói một câu chị em, với chị à, chị không có quan tâm đâu, mà chị rất là nặng tình của Sơn Nguyễn, chị nói mà trong nhóm chị vẫn nói bây giờ nghe ơi, trong nhóm hiểu em mới đầu, kể cả nghe em nghe, kể cả ông Trường luôn, ông Trường là ông bị thằng Thuận nó dẫn dắt, dẫn dắt đây là ông Thuận, bây giờ ông Trường giờ ông gắt lắm, bây giờ ông như là ơi, cũng nhìn em mà cặp mắt khó đời, thậm chí với chị Dương Minh Hòa chứ cũng cho rất là ân hận, bây giờ em nói thiệt Sơn Nguyễn nha, con khi mà Sơn Nguyễn nó hận thường dân là chấp nhận thôi, vì nó không phải là người đâm sau lưng, cứ người nha mà khắc đêm khắc thầm vì dân là ngoài em ra là có Sơn Nguyễn thôi, tại vì sao hỏi chị mấy chị chứ thì nó còn dân nó đúng, chị không có sợ đâu, hỏi mấy người chứ học trong nhóm đó, dân nó đi đêm với thằng Thuận thì nó nói nó đi đêm đi đúng không, tại sao nó đốt tiền chị Nguyễn, chị vẫn nói luôn mà nó đốt tiền chị Nguyễn, mà tại sao khi mà vậy đó, không khi á cái cuộc ghi âm này, cái cuộc giờ ăn nó cũng nói với Sơn Nguyễn, cũng nói với em thì ha, chị em mình cứ thôi đi từ từ để con thử do làm gì, mà tại sao đó Yến Nguyễn bây giờ sáu mét chưa à, em do em đừng có nói em không có đó Yến Nguyễn nha, em là người đó Yến Nguyễn, ông do em biết rồi chị, em biết rồi, tôi cái đang chị rất là ghét em hồi đó đó, nhưng mà chị nghĩ như này, bây giờ thứ nhất là chị chống bà Hằng, chị ủng hộ em chống bà Hằng, giúp đỡ cho em đưa rất thông tin cho dân, mà thiệt cái thứ nhất với nghĩ là chị muốn ở đây để cho một ngày em sáu mét đồng thuận, cho nên đó là chị bỏ gì ra đi lâu rồi, chắc không phải là mà chị ở mấy bây giờ đâu, nhưng mà bây giờ em tỉnh rồi chị mừng. Anh Dương nói vậy, hồi đó anh Dương nghe thật sự nghe nó không có chửi em tiếng này nghe, nó được cái điểm đó là không, chị nói thiệt luôn nha, không bao giờ mà nó ghét một đứa miền Tây thôi, chứ còn với em nè chuyện đó là chị nói thật, em mà đi chửi anh Dương thì anh nó không chửi em một tiếng nào, cho nên bây giờ là chị nói với Sơn Nguyễn này, bây giờ thôi đừng có chửi anh Dương nữa, nó hối hận lắm rồi, bây giờ mà chửi còn bé mấy đứa người ta nó chửi thì nó chửi, còn riêng em đừng chửi nữa, tại vì nói già nè nó là cái bài học đó, đó người dân đó là cái nó phải gánh chịu, vì nó bây giờ mà đó là cái hậu quả, tại vì em phụ làm Sơn Nguyễn chứ không phải là Sơn Nguyễn, cho nên bây giờ Sơn Nguyễn nó chửi là đúng, Sơn Nguyễn nó chửi em bao lâu nay là chị để nó chửi thì được đúng, chứ mà là xe mà cái đâm sâu luôn là thằng Thuận, người dân nó chửi thằng Thuận không có còn gì á, chứ thằng nó cạn bỏ xã hội, mà thằng đó nó kêu chị biết không, hồi đó là ông bác sĩ ông nói em rồi, bác sĩ á ông nói là dân này em đề phòng thằng Thuận đi, mà em là cứ bôi chai cho thằng Thuận, cho nên là ông chửi em, chị còn chửi em còn rồi đó đó, cho nên là khi mà trong nhóm này nó thật sự cái gì qua đây rồi nghe là cách hết, do nó ung hết từ yêu Nguyễn tiến đồ là nó ung hết toàn bộ, nó
Do bây giờ nghe nó là hết tất cả các đốt một thằng phụng thằng đùa nó quỷ hết, nó không còn ơi, nó chỉ còn là chị là con nó kim nè, mà con nó kim là chấm 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 thôi, chấm bà hàng nha. Dạ. Yeah. Ừ. Chấm tờ em nhưng mà chấm bà hàng. Đúng như rồi, chị vẫn còn chấm tờ em nè. Dạ. Yeah. Thiệt. Chấm bà hàng, còn bà Dung cũng vậy luôn. Dạ. Yeah. Chồng thân nhóm chỉ còn nam người thôi. Em hỏi chị Dung nha con, cho nên chị Dung nha, em hỏi chị Dung nó trong nhóm là chị nó mà chị hồi xưa nha là chị binh em á, thì thằng Dương nó đã nhớ mình nhớ đã không? Dạ. Vậy dạ không dám nữa. Tại vì chị nói đúng mà. Dạ không dám nữa, chị nói bây giờ chị nói thiệt nha. Không bao giờ chị kén Sơn Nguyễn. Chị nói luôn mà. Dạ. Không bao giờ chị kén họ. Đó, hỏi chị Dương đi con. Cái em già mà chị nấu điên chị cũng lên vô đó biết hả? Chị nói thiệt. Chị nói cái chị không có nói chứ. À Dung có chứ, bây giờ có nghĩ Sơn Nguyễn, cái Dung có nói là Sơn Nguyễn là người thiệt thà và tội nhất, thì đúng. Đúng là Sơn Nguyễn là người thiệt thà mà tội nhất. Đó, bây giờ em thấy anh Dung sống nát hầm. Yeah. Bây giờ em là cái nợ nhau với Sơn Nguyễn hồi xưa đó, khi em nó ghét, e là nó cứ nó lâu ra, nó chửi mà nó cứ nó bịa ra. Nó bịa ra, yeah. Nó bịa thằng Sơn Nguyễn, đánh nó, truy sát nó, là gì đó. Ừ. Bây giờ ông Trường nó, bây giờ nghe nó thấy ông Trường nó chửi rồi. Ông Trường nghe mà mỗi lần vô nó kêu mọi người ơi an à, an thằng Lương là Lương con á, là bên bà hàng là đặt bên bên này là Lương. Dạ. Còn bên mình là đặt bà hàng là cuồng cuộn. Đó. Cho nên nghe chị suy nghĩ mỏ ông hỏa Cẩm Trao là em biết nhiều bữa nha, chị nói là cách đây mấy ngày cho để chị điện Sơn Nguyễn cái Cẩm Trao nó cản. Dạ. Thế như thôi đừng nó kêu à, nó kêu không được đâu anh Sơn Nguyễn, nó ghét là do đó tôi kêu không có việc, đó là việc của Sơn Nguyễn. Yeah. Nhưng mà giữa tình cảm với chị của Sơn Nguyễn là chưa nói chuyện mà, chị chưa nói chuyện Sơn Nguyễn lần nào, chị đi là chị đi luôn thôi, mà chị biết em mà lóc chị ra khỏi cờ đất. Dạ. Đó đó mấy em, tức là yeah. chị kêu à thôi mà lóc chị cho khỏe thì đi cho nó lẹ. Chứ thật sự á, cho nên bây giờ chị hầu chị kêu thôi, bây giờ chị nói với em nè, riêng em đừng giao á, thôi yeah. đừng chửi nữa. Yeah. Đó là chị nói thiệt. Riêng giao mà đừng không chửi nữa, đừng có chửi nữa, kệ nó, giờ nó nói tội ông kệ đi, vì nó cũng chống bà hàng. Yeah. Đó là chị khuyên, đó là chị coi em mà nhìn em á sao dân á. Yeah. Em hỏi chị Dung như coi à, trong nhóm nó chắc không thôi bà về mà chị đi mà chị phản bội em đâu. Yeah. Hồi xưa thì chị bảo nó chuyển bằng dân, chị bảo nó chuyển về em. Yeah. Nhưng mà chị khuyên lần lên, chị biết khuyên biết không? Chị khuyên, ví dụ như bên này á, mà hầu đó là chị tức thằng Dân nhiều, bây giờ chị thấy tội rồi mà chị nói bỏ mấy mà chứ em mà em cứ nói em không đó Yến Nguyễn, em mà người đó Yến Nguyễn chưa à? Bây giờ em thấy đập con Yến Nguyễn, bây giờ đó là không. Ừ. Nó không có chửi thằng Dân đâu, bây giờ nó chửi thằng Dân thì nó bắt đầu là quyền diệu, thì nó ngấm ngầm mà nó xử lý Dân sao à, đó mà nó chửi tầm thuận á thì nó sợ bên chính nghĩa địa. Dạ. Yeah. Đó cho nên con Yến Nguyễn đó là không, chị nói thằng Dân là tự nhiên mà em mà em tiếng Yến Nguyễn lần nữa là chị đi luôn á. Ừ. Nó là em tin nói là nó chị đi á, có công với chị nói thiệt với em nè, bây giờ là bà hạ của em á, mà em là còn mà làm Thuận mà quay lại nghe mà em còn tiếp bằng Thuận á thì thật thì chị cũng lạ em luôn á, còn giữa em với Sơn Nguyễn không thể trả lời được rồi, nhưng mà chị nói để cho em hiểu, vì là bà hạ xương máu của em á, có người mà thương em đó mà mắc em mắc ngủ vì em á là Sơn Nguyễn đó. Yeah. Thật tình với em là Sơn Nguyễn, là vì sao em phụ Sơn Nguyễn trước mặt chứ không ngờ Sơn Nguyễn phụ em đâu. Chị biết, còn có việc chị Hà An là chị không có biết. Yeah. Có tình cảm của chị Hà An với miền Tây chị không biết, mà riêng Sơn Nguyễn là chị biết là tốt của em. Nó có năm chiến sĩ, năm xu lưng. Yeah. Còn mấy thằng Thuận nó lên chữ thằng Dân không, chữ to nó. Mà bây giờ thằng Dân nó đâu có dân chữ lại đâu. Bữa nó cà khịa đó. Chữ cho họ từ thằng Dân nè. Ừ, bữa nó cà khịa đó. Trời ơi, nó cà khịa hoài à, em chưa biết đâu, ghê lắm. Ừ. Nó chửi to nó, nó lôi hồ di hẻ, rồi nó chửi thằng Dân là thằng này nọ, rồi thằng sống về cộng đồng rồi. Cho nên bây giờ thằng Dân, thằng Thuận nè, sống về cộng đồng đồ là làm gì phố ghét gì lắm. Nhập thành phe đúng không? Ừ, nó ghét chị lắm, là nó nghĩ là chị lâu kéo Dân, con khám chuyện tư vi nữa. Con Kim Ngân nó điện thoại nó chửi thằng Dân, nó bà lóc ông Trường luôn. Nó kêu Dân, tại sao anh nghe là cái bà Hạnh đó, tại sao? À, bà là cái gì mà anh mà ghê cứ mà anh phải nghe lời bà đó, tại vì sao chị suối mà suối gì đâu, chị phân tích đúng. Ừ. Ừ. Chứ còn không thôi là do nó còn mê muộn còn biết thôi, từ từ lần chị mới khuyên lần. Yeah. Em biết chị mà khuyên được do phải đơn giản đâu, vì do nó lúng sao còn luôn, cho nên bà chứ không phải là tự nhiên Thuận nó phỏng do đâu. Ừ. Tức là thằng Thuận á là nó muốn tách chị ra khỏi thằng Dân. À chắc vậy. Để nó không kế thằng Thuận, nhưng mà cuối cùng thằng Dân nó trọng chị. Ừ, chửi rồi, đó nó chửi xéo rồi.
chửi xéo chị rồi. Ừ. Đó. Chị vẫn đỡ dần cho nó coi mà. Có em nữa. Cái clip bữa hả? Chị bén qua. Chị bén qua luôn mà. Ừ. Rồi cái rồi thằng sống về cộng đồng nó đang thất cộng đồng nó chửi chị thì chị đâu có thấy, vô chập kể cho chị. Ừ. Do nó bây giờ trong mấy chị em á, thằng Giang nó với chị Dung nó kia nói chị bây giờ trong mấy chị em giờ em sợ rồi, bây giờ em biết tiếng ê nó chứ giờ trong nhóm này buồn vui để em tâm sự thôi. Mấy mà nhiều hồi hồi cái tâm sự cũng tội nha, cũng không có nói gì mà này nọ, nó không có nói gì á. Yeah. Mà tôi thấy được cái đó đó nha. Ờ mà lúc chị khai mồ nha, mà cho nó thằng Sơn thì nó chửi em là nó cũng đồng thanh hả. Dạ. Hôm qua chắc còn nói đây nói Dung. Chị nha, thằng nhóm biết cái tính chị đâu. Dạ. Ờ, vậy là chị thẳng tính à. Dạ. Ừ, nói cho Dân nghe, nói cho Cao Kim nghe luôn, nói cho ông Trường nghe luôn. Ông Trường kia hồi đó là anh á, là anh bị nó lừa mà đâu có biết đâu, nó xuống nhà anh á. Nó rỉ tê, anh nói do là phản động. Cho nên anh sợ của anh mới rút cái chữ mà tê xe, ông Trường á. Anh rút cái tê xe. Ừ. Thì nó lâu ông Trường không được. Em theo Cao Liếu nó chữ ông Trường không? Dạ. Trà nó chửi ông Trường toan nó, ông Trường vừa vô nó chửi toan nó vì nó lôi thằng Thuận nó có một cái tính đó đó. Bảy đó, cho nên chị Dung Khánh Hòa đó bây giờ là tỉnh hết rồi. Bây giờ là thấy là sao sống vì cộng đồng à, cái gì nói anh luôn. Mấy người thấy không? Chuyện lỗi đây nè, sống vì cộng đồng hồi xoay là nó chửi xong Nguyễn Rùa là nọ là nó là tính nghĩa cái gì, chỉ nó ao bu thôi. Nó lấy danh tiếng Hoàng Dân hồi đó thôi, bây giờ Dân hết lợi dụng được rồi. Ừ. Bu bà hàng. Nó là thiệt á, còn Dân á, em biết không, mấy bên này lắm nó không chuẩn mà về nè, nói về tôm, để chỉ nói em nghe. Không phải hả, hồi tối lại ông bác sĩ đó. Dạ. Ông bác sĩ ông đó kêu tò nó bị giả đi đâu. Dân bây giờ chỉ nói với em nghe là tứ phía thọ địch hết rồi. Tại vì nó bây giờ hồi xưa nó phụ nhiều thuộc, lúc em biết không? Hồi xưa nó phụ thuộc cho, hồi xưa nó phụ thuộc cho nguồn tin từ thằng Thuận. Bây giờ Thuận nó không còn nữa thì lấy đây lấy đưa tin nữa mà đưa ra tin chuẩn nữa. Mà thằng Thuận cũng chỉnh luôn. Chuẩn cái gì? Chị nói cho mấy người giao luôn nè, chị nói bây giờ em nói với em. Em nghĩ hồi xưa em mong anh nghĩ thằng Thuận nó là người của hợp em đó. Nó đưa tàu lo nên em mới nói bại đó. Hồi đó là nó anh nghĩ vậy, chính nó là đưa Lê Thanh Minh Tú cho em. Chính nó đưa cho cô Linh cho em. Đó. Rồi chính quyền nó này nọ rồi bây giờ là sao Nguyễn bây giờ nó theo tò chị không nói thì nó thẳng luôn biết không là việc của tụi nó. Yeah. Nhưng mà bây giờ chị nói nghe đúng có người hầu đó là còn nó đưa tin giả. Em bây thì giờ nó đổ thừa trần gian em thì em cũng chẳng là theo nó, Nguyễn xin là tin giả cũng nó đưa đó nghe thằng Thuận đưa đó. Dạ. Yeah. Em thì em cũng chẳng có theo thì Nam hay cái gì hết trơn ấy, mà chẳng qua là hồi lúc mà anh em lên tiếng lên án thằng Giang thì bên khán giả bên Thiền Nam họ qua ủng hộ thì mình cũng mang cái ơn đó thôi. Chứ đúng cũng rồi. Không có theo bên kia. Bây giờ em nói thẳng là bên đó sai, có sai chứ không có sai. Thì giờ sai đâu thì pháp luật xử đó. Mình không can thiệp nữa. Em cũng không can thiệp nữa. Thì đúng rồi. Bây giờ chị nói với em là chỉnh khuyên do thì cái do về nè. Bây giờ em nói do nó ngưng tờ ôm rồi. Dạ. Nhưng mà mấy nào khó không có nói đó. Dạ. Chứ nó cũng ngưng rồi. Thật sự cho cái dân này bây giờ em thấy cái đèn gần thoát do nó im không. Dạ. Nhưng mà mấy nào khó thì nè đơn gì đó. Ở quên em nói lại đó. chắc không nói đâu. Ừ. Cái gì nói này nè, chị bây giờ tò ôm mà để chính quyền lo. Hồi cái bữa ông giống lung lay à, cái vụ bà Hèn mà nói tò ôm đó, em chặn liền cái bên này, đừng có khen bà Hèn hay chưa. Yeah. Bỏ còn lời được đâu, đừng có tò lo. Thì nói thẳng như này nó vậy luôn á, ông nghe lời. Ừ. Còn bây giờ, thôi bây giờ tò ôm á, thì cái cây kia bây giờ em bỏ lâu quá, có đề tề thì thôi lâu đâu, dù có gì hót thì em đem nói thôi. Yeah. Nhưng mà bây giờ cũng rất là giống được, bây giờ như thế nè, thằng Giang thì nó thù tò ôm. Ừ. Lâu lâu nó nghe bởi lời á. Thì nó hận ông già. Nó hận ông già đó, bởi vậy thôi. Nhưng mà đâu lúc gì nè, như hôm qua là dở đó. Mà chuyện nói cô Giang ơi, em nói đây xe rồi đó. Vì chắc họ xuống họ kiểm tra là chuyện bình thường. Ừ. Đó, bây giờ chỗ em Nam ơi, mà họ sai nhờ đây, em biết em nói làm sao không giả. Đúng rồi. Nó chị với em nghe Giang sơ chị nói liền hả? Đúng rồi. Chị không có vô giờ chị nói bây giờ hôm qua em hỏi gì Dung qua cần cao nhóm giờ luôn cho chị. Mấy người mà nó muốn giúp thằng Giang nghe đừng cho nó uống nước đường. Đúng rồi. Nó xe thì nó xe cho tệ thôi, nói Dung luôn mà còn chị Dung nữa, chị này bên trường nữa. Ừ. Cứ xe giờ không dám nói em còn do nó thấy cho thể thì duyên mà về em đi. Ừ. Mà em đi em không có thể ăn Giang. Ví dụ như anh thấy chị thấy mấy người không sang Nguyễn không có thể em ở sang Nguyễn không? Không đâu. Vì đó mà không đâu. Yeah.
đó, cho nên là bây giờ nói với em, mấy giờ hầu chị đừng nói chuyện với em vậy đó, tại vì thật sự á, tại vì bây giờ em không hiểu chị là em dở, ví dụ như những người kia bà trà sen bà đùa, tại em nói, tại vì từ giờ là chị không quan tâm người đó, tính chị kỳ lắm. Dạ. Em nhớ hả, đang nhớ không? Chỉ hơn người chị quan tâm một là do sao, là sao do là em thôi. Dạ. Còn bo biết đồ này nọ chị đâu quan tâm đâu. À, em có nói chuyện với Cẩm Trao không? À, có qua lại, nhắn tin qua lại mà ít lắm. Em hỏi, ít lắm. Mà em hỏi Cẩm Trao là em biết. Dạ. Em hỏi Cẩm Trao chị cũng chuyện nói chuyện thường dân hàng nào cũng hay tâm sự lắm. Tại vì bây giờ dân á, nó chuyện với em nó không giống tiếng ê á. Dạ. Nó không giống nói chuyện với ê nhé. Bây giờ ê nó cũng sợ khán giả. Thậm chí rút cà lê nghe là chị bị nó rút á. Nó nghe là chị em biết thường dân mà xóa hay cà lê phải đơn giản đâu. Trước kia cứng lắm mà sao bây giờ nghe lại vậy? Không biết, xóa hết cà lê luôn. Ừ. Rồi chị biết cấp 5M, chị ấn cử 5M đó là dân cấp A5M ở căn hồ sơ quán đó. Ừ. 6 người thôi, chị nói bây giờ nha, chị nè, Trường nè, rồi Bái Đinh nè, Sang Tén nè, Tim Anh nè, ừ, với anh Xu Huỳnh. Tụi sao thằng Giang á là mẫn đầu ghê là thân với vợ nó cấp thôi. Dạ. Còn không cấp cho một người nào hết, chị nói bây giờ không có cấp. Cà lê cái gì mà kêu cà lê đỉnh lắm ấy. Hồi xưa anh thấy không, bị rút một người nó đâu có rút đầu. Bây giờ nó xóa hai cái cà lê luôn. Mà chị nói không được cấp cà lê cho bà Thủ Vinh Sang nha. Ừ. Hồi xưa cũng có vụ mà cấp cà lê không hồi xưa gây quả cho em. Hồi xưa cũng vụ cấp cà lê không mà cũng có chuyện nữa đó. Thì với ông Tiêu đó. À nhớ không, xong mới chuyện cà lê đó. Cà lê, hồi nó bị rút cà lê xong mà nó không rút ra được của nó. Hoàn chế bây giờ anh biết không, cái cà lê của cây của nó ngàn là em biết không, là 100 mấy cái cà lê. Ừ. Gần 150 cà lê đó, tiền YouTube 3 là mấy chục hàng rồi. Dạ. Ủa không giả gì mà tùm lum mấy rút hết sạch luôn. Ừ. Em vô em coi cây mà sao vỡ, bây giờ có mấy cà lê thôi. Số sạch cà lê luôn. Mấy cái kênh bây giờ em không vô nữa, quỹ đăng ký hết rồi. Thì đó, số sạch luôn. Cho nên là bây giờ là hễ mà Giang á, mà chị đang vô trong nhóm chị có mọi to, chị nói trong nhóm rồi bây giờ chị to kiệm mẹ, tôi không có để ý đâu, tôi giữ với bà tập bà hàng. Ừ. Đúng rồi. Dạ, tao lo, bà hàng bây giờ là nóng biết hơn. Bà hàng bây giờ nóng hơn. Hot hơn. Alo. Dạ nghe, ông chị nghe hả? Ừ, em nói là nghe, bà hàng nó mát thì nó nghe bà hàng cho nên chị nói về em mà nói là chị hiểu. Bây giờ thật sự bây giờ thì dù lâu lâu em nói chuyện là chị vẫn nói chuyện bình thường. Dạ. Nhưng mà thôi bây giờ hạn chế chữ do bất lợi đây đó là chị phi em thật sự. Dạ. Tại vì nó đã hiểu rồi. Dạ. Đó thì hiểu người rồi, ta nhưng mà bây giờ người ta chị đã biết lỗi rồi vậy, là bây giờ là mình cái vấn đề đạo đức của nó chị thấy đúng không, có vấn đề không? Thì đó, thầy em hiểu rồi, em biết rồi. Cho nên bởi vậy bây giờ là mới tỉnh rồi. Bây giờ là nó không còn ngon mướn ngày xưa nữa. Ừ. Bây giờ không còn, bây giờ cái vú thằng Thuận là cái vú. Bởi vậy là nó là cái bà hạ của nó mới nhìn lại. Nó biết lỗi nhưng mà nó chưa thể hiện cái gì có lỗi để nó chuộc là cái lỗi nó chứ. Ví dụ như mà nhưng mà quan trọng nhất bây giờ nó bớt lại, bớt lại chứ còn nhìn thấy rồi nó bây giờ nó chị thấy nó xa đà vậy không, xa đà từ cái này qua tới cái kia thôi. Thì đó rồi, bây giờ đã rồi, bây giờ là còn đặt tờ hôm mới thôi, chứ còn bây giờ là ví dụ như em thấy không, bây giờ nói như cùng nè, mấy đứa miền Tây nó đâu lên nó chửi tờ, bây giờ nó có Yên Nguyễn cũng còn quan hệ nữa. Đập tờ em thì em nói thật cái chị, bây giờ người ta có sai gì cũng là chuyện của người ta. Bây giờ em suy nghĩ lại em thấy rõ ràng trước giờ mình tham gia cũng sai đó, người ta sai gì là chính quyền người ta thì đó. À. Chị bây giờ chị nói như này thì thôi, bây giờ đừng đặt tờ om nữa, để cho tao qua pháp luật họ xử lý đi. Mình là công dân bình thường, mình cứ sửa sói đây, mình là công dân bình thường mình cứ sửa sói đâu biết là đâu hay, mình thành ra mất được cái hình ảnh đó mà lâu lâu đó nhé, bờ lên đây đập. nhưng mà ấy là cái chuyện đó, bây giờ thôi kệ bỏ đây, chị không quan tâm đó, nhưng mà chị tách nó ra thằng con chị mừng lần. Ừ. Đó là mục tiêu của chị đó. Thôi thì cái vấn đề đạo đức của nó để tự lương tâm nó tự vấn đi. Còn những việc nó sai á, Việt Nam nó làm sai với ai thì để pháp luật xử nó đi, chứ còn em nó không quan tâm nó nữa. Thì đó, bây giờ chị nói này vậy thôi. Nó không chửi mình, thôi mình đừng chửi nữa. Dạ, thôi chị nghĩ là nửa năm nay em chửi là cũng được rồi đó. Dạ, để em chửi thì biết mà. Lời khuyên của chị thì em nghe em tiếp thu. Cho nên thì nói em thôi nè, chửi như được rồi. Chị khuyên em vậy thôi, nó chửi nữa, chửi tao mình không có cảm. Dạ. Mấy đứa kia nó chửi là việc của nó, nhưng mà em đừng đi cơm mát dội em chửi nữa, em nghe lời chị đi. Dạ dạ dạ, rồi ok. Chị đừng chửi nữa, mà chị cũng khuyên do đâu có chửi em đâu. Dạ. Mình do nó biết nó có lỗi em mà chửi gì đâu mà chửi. Nó có lỗi vậy nhưng mà sao chửi em được. Ừ, nó có lỗi với em quá mà, ừ. Nghe bạn nói mà, chị nói bây giờ mọi người có biết không? Tại sao á,
không có đây 4 năm ngày chị lâu rồi nói tiếp mấy cái 4 ngày tại sao bà huyền diệu đó bây giờ 6 mét kia bà huyền diệu bắt chữ dân banh sát là thằng do nó nghe là yếu nguyễn là một cô huyền diệu thương anh lắm mà thương gì mà thương dạ. Bà huyền diệu mới đắt cặp thằng do từ đào rồi hồng do mới ra tù á đó thì con yếu nguyễn nó mới lợi dụng cái chuyện kỹ nói trong nhóm luôn thì biết mấy người biết sao không thì nói tiếp luôn là lúc đó là bà huyền diệu á mất công nét dậu đó thì sao nguyễn mới chụp lại đen lên là đen sâu là nói cho người dân thằng Ý Nguyễn chính của Ý Nguyễn là điện thoại biểu đường sao Nguyễn từ gãi ra bể đây chúng thâu là đâu vậy con dân ra thì do sao Nguyễn nó cũng vì đó mà nó gãi bể người dân cũng biết gãi bể đầu xa chị họ ơi chứ có biết cho sao Nguyễn đen lên đầu sau cũng bảo vệ cho dân chửi bà Huyền Diệu mà lúc đó là do nó mê mụi nó nghĩ là con Ý Nguyễn nó là bà Huyền Diệu thật Huyền Diệu thương lắm thương gì mà thương đó bây giờ mới chửi tôm nát đó mới chửi là cái thèm đó là thằng chó thì bị gì mới chửi ghê lắm mày mở đúng rồi đấy đó thấy bả vậy thôi chứ bả dữ dằn thằng chó chính nó là người đi đốt cho Yến Nguyễn đó nó có thông tin họ ăn đó bả nói với mở cái đó bây giờ 6 mét chưa bảo vệ bà Huyền Diệu đó mà bắt sao Nguyễn đó đó mà thằng Giang nó mới tỉnh cái lúc mà từ ngày nó qua thằng bà Huyền Diệu lúc đâu nó chịu thằng Giang nào vẫn chưa bao giờ vô thằng Giang mà nói thật với chị nha tới bây giờ em cũng cảm ơn Yến Nguyễn nhiều lắm luôn á nhờ nó quậy vậy đó, em mới xa được tách được Giang ra mới không sao mày đeo theo nó riết mốt mày vi phạm pháp luật luôn á thì vậy như cái hành vi á mà hẹn này là chị mới tách thằng Thuận là đừng Giang như cái hành vi mà vụ mà đưa bà Huệ tới chỗ Thiền Am á là em kiểm điểm lại đó là cái hành vi sai vi phạm pháp luật đó sao đưa bà Huệ tới quậy nhà người ta nè nó sai rồi không tin anh chị nói về em á bây giờ là nó ngã ngủi rồi bây giờ tráng đen bây giờ thời gian trả lại hết rồi bây giờ thôi thì em về em để chị đi giống y như chị nói với vườn dâu luôn mà chị, em biết không có đợi mà chị ơn định đưa em á là mấy cái quần xà lõn của chị á của em á lên bón cho ông Tony Phạm này với tà ôm ngay với tôn trần mà chị cõng á chị nang nỉ đó do thì em cảm ơn chị chị nói là thiệt á quần xà lõn gì mà thiệt dạ ơn như bây giờ mấy người định bón á đưa đó nhưng mà cái chính chị thì thâu chị tội thôi đừng làm chị em biết không có tổng trại ra đó hả xong nghĩa thành trong trại đi ra cái gì có tính của chị nghe là chị mà chị mắng em một ngày rồi khi mà chị đi thì chị lén lại nên chị nhận cái chữ người ta chị có làm cái được có lương tâm của chị đúng là đó là chị mới chị là lậu phật chị mới làm người ta còn chị chửi bà hàng là vì cộng đồng thôi dạ em nghĩ có đúng không dạ đó mà hồi em biết cái bà này em nói là đưa gãi gấp tại vì chị là người chị là không có dùng cảm tính nhưng mà anh Giang á là chị muốn cảm hóa nó dạ đó từ từ chị nói với em nha cái thằng Thuận mình nó cũng phải lò cái mẹ nó ra thôi chạy đâu chứ thằng Giang là nó có xe nhiều lắm phải làm xe đâu mà từ em đi thăm cũng hóa tháng tự tin cho mà cái gì cũng đúng mấy thằng mình có phụ ơi cái mê phụ mình bây giờ thằng Thuận nó chơi một cú như tại la luôn đó cái giá của Giang đó là cái giá của Giang đó thì đúng rồi vậy thôi chứ giờ sao chơi với dao mà chơi với dao mà có nghĩa là cái tài. Giá của dao mới trả đó em chơi với dao mà nó theo thuận với Nguyễn nha chị nói này cho dao em nhớ nha cái nhà này chị khuyên em nha em nhớ nha chị nói mà dạ dao với chị là mới thân sau này thôi nè đó là cái vụ bà hàng đó nè mà bắt đầu khi này vô rồi là chị mới khuyên dao lần chị khuyên bây giờ em đừng có tin thằng Thuận chị rỉ tê lần cái thằng Thuận rất là ghét chị vì nó ghét lắm bây giờ nó Thuận nghe biết cái tính rồi chẳng qua là nó không có nóng phốt được của chị dạ nó không có phốt chị tức là chị không có cái gì để mà nó nói mà lấy để chửi thứ nhất á là chị làm YouTube quay chị vô tham gia chị không vì tiền chị cũng không nhận tiền của ai cũng chị không có làm cái lấy gì nó phốt chị dạ đúng không đúng rồi không có của gì ấy mà không lẽ bây giờ đâu lúc chị suy nghĩ gì tin tưởng này không lẽ em đi hệ chị đúng rồi mà em đưa những cái tin nhắn mà hẹt những cuộc nói chuyện với em với chị mà em đưa Trầm Thuận em như có điên đúng không đúng rồi có nữa nha mình là quân tử với nhau mà bây giờ em chị rất là hiểu tính em chị biết là em hiểu lầm chị biết là chị nói với Cẩm Trao chị như thế nào nghe mà trà xe bóng nó với xong Nguyễn mày
chị nói thông tin, chị đoán mấy, chị nói thời gian là chị đoán, chị nói em đi điện thoại cũng trao em hỏi. Dạ. Em cứ thế nào á, Sơn Nguyễn bảo đảm cái bên nào cái gì vô. Bên nào chị mò vô thì cứ để coi chừng là cái chừng Sơn Nguyễn là bà lóc ở trong Facebook này, cái gì vô chị thấy ấy, cái chị chụp cẩm trao từ cái cẩm trao, thấy không? Dạ. Thôi bây giờ ngay chị giới thiệu em ở bên đó đi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu chị cũng nói chị cẩm trao nó hiểu lần đầu cho kia, bây giờ em bớt ghét vô là đi. Mà hồi chính chính cẩm trao là người chị làm cho cẩm trao ghét vô á. Dạ. Đó, tức là chị có cái cách mà để nói người ta hiểu. Nhưng mà từ từ có thời gian, ví dụ như hậu cẩm trao nó mê mụi vô lắm, chị nói lần để hiểu. Bây giờ giống y thằng vô nó mê mụi thằng tất cả bông. Yeah. Bây giờ trong nhóm chị nói tất cả bông mà chị đâu nó còn đâu, nó tất cả bông tất cả bông chị nói tất cả bông thôi, còn ông chồng quan trường là nói thằng Thuận là thằng đối bên thừa đó bên thừa. Ờ, ông chồng quan trường đối bên thừa, còn chị là tất cả bông á. Ừ, bây giờ thằng vô đẹp thằng Thuận là đây nhân cách á. Dạ. Trời. Cái cao nó cũng ổng tiêu á. Chơi rồi. Bây giờ nó không kêu Thuận mà Thuận đâu. Thằng đây nhân cách á. Bởi vậy nó thằng biết không? Bây giờ bữa trước nó đĩa là cái cây phóng tử sầu ca đó kìa. À. Tụi nó mới đổ là trên mẹ. Vậy hả? Khịa. Khịa ăn gian. Thì đó nó khịa đó. Trên mấy cái thằng đó nó có trụng thủy về á. Đó mấy cái thằng đó mà chính nghĩa gì. Bây giờ chị mới nói là nó mấy cái thằng đó mà chính nghĩa gì mà chính nghĩa mà này mấy cái thằng đó bu lợi dụng thôi chứ. Bây giờ hồi xưa là thằng Giang nổi tiếng nó bu bà thằng Giang, bây giờ bà Hàng dĩ nhiên phải nổi tiếng thằng Giang chứ, nó bu bà Hàng rồi bữa người khó có nổi tiếng nó bu theo bà người khó nó chửi bà Hàng như qua. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy thằng ốc bu á. Mấy thằng thằng bà dơ thằng ốc bu thằng bưng bu mà. Ừ. Thì chị chửi đâu nhớ thì chửi vậy đó, chửi dần dần nó thái mà Giang nó y tè lá, nó Giang nó chửi lẹ mà. Nó chửi là vậy đó. Thôi. Chị nói bằng Zalo nghe chưa? Bây giờ chị biết á, là em vẫn còn Zalo có Yến Nguyễn nhưng mà không được tin Yến Nguyễn. Ừ. Ví dụ nó nói gì chứ không được tin. Tại con Yến Nguyễn nó cũng ghê lắm em. Do Son. Dạ. Trời nó cũng tốt đẹp với Zalo đâu. Đầu óc nó mưu mô lắm mà. Tôi nói thật với chị chứ không ai mà hiểu cái thằng Thuận với con Yến mà như chị em mình cái thời lúc trước nữa nhớ không? Thì đó. Ừ. Hiểu hết, nắm được hết á. Bà quyền diệu sao thì sao đó. Chị em mình biết hết á. Mà... sao kệ nói đi, cái này phước phần của nó không có phước, nó gặp người tốt thì nó gặp thì, người xấu không đi thì đó, vậy đó là cái đó vậy nè, thậm chí nói luôn là cái do em vô phước á, em mới bỏ mấy người bọn mà quên mà em mà quay em mà là vô phước bỏ bọn mà em vô phước là thằng Thuận á. Chính thằng Thuận là người hạ thằng Giang từ đầu tới cuối luôn. Thôi trưa rồi em đi ăn cơm đây. Rồi ăn cơm đi rồi. Dạ. Gì lâu lâu vậy em nói chuyện bình thường thôi. Dạ dạ, cảm ơn chị nha. Trời ơi, cảm ơn em, vui vẻ nha. Dạ dạ dạ. Chị đâu có giận em đâu. Dạ dạ. Rồi ok em. Dạ, chào chị.